Nội, con nói Gì nội nghe con? cái này nè. Có chuyện gì vậy con? Lúc này á, Ừ. lúc này con thấy anh hai kỳ lạ lắm. Kỳ lạ. Dạ. Lúc nãy con có vô phòng hỏi thăm ảnh, Ừ. thì giống như là anh đang nói chuyện với ai đó vậy đó. Hả? Giống như là người bị thần kinh hay người bị tự kỷ ám thị vậy đó. Con có chắc như vậy không? Con chắc chắn 100% luôn đó nội. Lúc nãy con quan sát kỹ lắm. Con cũng thấy nó vậy á má. Con thấy thằng Quy nó có vấn đề. Con có bằng chứng gì không mà con nói như vậy? Con nghĩ là ngôi nhà nó bị ma ám. Ừ? Có chuyện gì mà con nói như vậy chứ? Con đã đi coi thầy Pháp rồi. Ông nói là ngôi nhà này bị một con ma nữ quấy phá. Mà người quấy phá lại chính là thằng Quy. Trời ơi, bây giờ con nổi da gà hết rồi nè. Gì nè, mê tín quá đi. Thời buổi khoa học công nghệ rồi mà còn tin có ma nữa hả? Cái thằng này tin chứ sao không tin. Khoa học đâu có phải là nói cái gì cũng đúng đâu. Hơn nữa có nhiều chuyện không phải chỉ là chừng nào mắt thấy thì là mới tin là có sự thật đâu. Đúng rồi đó má. Thôi, khuya rồi, cả nhà đi ngủ đi. Dạ, mời anh. Mời anh. Đây, mời anh xem. Huy à, em coi đi rồi ký. Hợp đồng có vấn đề đó. Nè, làm gì vậy? Chỗ tôi đang làm ăn nha, không giỡn nha. Giỡn gì mà giỡn. Anh coi kỹ hợp đồng lại đi. Anh coi lại điều khoản 4 và 5 đi. Toàn bộ lợi ích của khách hàng đó. Ở bên mình thiệt hại nhiều lắm đó. Thiệt không? Thiệt. Với lại á, cái điều khoản tranh chấp, nếu mà dự án này có vấn đề thì tất cả những khoản chi phí bên mình phải bồi thường hết. Ờ, đúng rồi nè. Huy. Ủa, em đang nói chuyện với ai vậy? Đâu có. Em coi lại hợp đồng em thấy nó không có ổn, cho nên em suy nghĩ em tự nói chuyện vậy mà. Nè, anh coi lại đi. Điều khoản 4-5. Với lại cái phần mà giải quyết tranh chấp á, toàn là thiệt hại về tập đoàn mình không à. Anh sơ sót quá, không có đọc kỹ trước khi đưa cho em ký. Cái này chúng tôi sẽ bàn lại. Cho nên hẹn một ngày khác mình ký hợp đồng lại nha. Nếu anh đã nói vậy rồi, để chúng tôi về xem xét lại rồi báo cho hai anh sau. Xin phép hai anh tôi về trước. Dạ. Tổng giám đốc gì mà không có kỹ hợp đồng gì hết, mày đặt chê tôi. Huy, công nhận nha, em hay thiệt chứ. Anh sơ sót quá, không có để ý mấy cái điều khoản này. Hay thiệt chứ. Trời ơi, em là CEO mà. Em phải tinh tế chứ, cái gì cũng phải nhanh hết á. Bớt ra vẽ lại. Chứ. Huy. Dạ. Đây bụi dữ quá ha. Dạ. Thôi được rồi, để anh coi lại bản hợp đồng này cho. Mà nè, em có cho bệnh viện thăm Linh Lan không? Dạ thôi, có gì đâu thăm. Vậy anh vô thăm Linh Lan nha. Dạ. Em có đi cùng với anh không? Thôi em không đi đâu, khó ưa lắm, không thăm đâu. Vậy hả, ok, vậy anh đi trước nha. Ủa, quên nữa, tính tiền. Dạ. Biết gì tôi không giúp anh đâu. Đi thăm người ta thôi mà cũng làm biến nữa. Cô bị gì vậy? Cô ở đây rồi đi thăm chi nữa. Đúng là điên mà. Vậy thôi, anh về công ty đi. Tôi về bệnh viện. Chi vậy? Để anh Nguyên Minh thăm tôi. Rảnh quá, mất công à.
Phải nghe coi ảnh nói gì với tôi chứ. Bye. Ơi, tính tiền em ơi. Cục cưng ơi, con đâu rồi? Mới đem theo có một ngày mà sao mất tiêu vậy? Con ơi, chết rồi, sắp tới giờ làm bài test rồi. Sao đây? Cục cưng ơi, con đâu rồi? Linh Lan, cô tìm cái gì vậy? Lượm tiền cắt hả? Nè, ngoài tiền ra còn cái gì để nói nữa không? Tôi đâu có biết. Chứ không phải cô đến tập đoàn này để xin việc là do lương cao hơn chỗ khác hả? Anh, đừng lúc nào cũng khinh thường người khác như vậy. Ủa, Linh Lan, cô không lên sao? Tôi đi sao? Đúng là cái tình khó ưa. Đâu rồi? Chết rồi, sắp tới giờ test rồi. Trời ơi, giờ phải làm sao đây? Không được, phải lấy tinh thần lại mới được. Linh Lan, cố lên, nhất định mình sẽ làm được. Linh Lan, sao cô ra đây vậy? Mỗi khi tôi thấy cô buồn, cô hay đứng ngay hành lang của cầu thang bộ thoát hiểm, có đúng không? Ở đây thoải mái hơn nhiều. Tôi cũng vậy đó. Mỗi khi có chuyện buồn hay lên đây đứng ngắm khung cảnh, cảm thấy người mình rất là thoải mái, thư giãn. Mau tỉnh lại nha cô bé. Alo, dạ con nghe ba. Con ghé qua nhà ba, ba có chuyện muốn bàn. Dạ, con qua liền. Rồi ông định làm cái gì với thằng Gia Huy? Lúc trước tôi đã nói với ông là nó đã khác lạ rồi mà ông không có tin tôi. Con người mà bị tai nạn mấy lần không có chết thì nó cũng không có bình thường được đâu. Dạ, thưa ba, thưa dì. Con ngồi đi. Ba gọi con có chuyện gì không ba? Gần đây ở công ty, con có thấy thằng Gia Huy có chuyện gì lạ không? Về chuyện này thì... Nếu con có thấy nó có gì bất thường, thì con phải báo cho ba. Thời gian gần đây,
Sau khi nó bị tai nạn tới giờ, nội con, dì Hạnh, rồi Khải Nguyên, ai cũng đều nói nó có hành động bất thường. Nó giống như một con người khác vậy. Đi ra đi vô, nói chuyện một mình, rồi từ tâm tính, cách cư xử. Nói chung, nó rất là kỳ lạ. Về chuyện này thì thật ra con cũng thấy Huy thời gian gần đây, Huy nó có một cái điều gì đó, nó kỳ lạ lắm. Con có hỏi thì Huy có nói với con là... Là sao? Sau khi bị tai nạn, gia Huy nó bị hoán đổi linh hồn. Sao? Nó có nói vậy sao? Dạ. Con sắp xếp đưa nó đi khám tâm thần giùm ba. Nó là CEO của tập đoàn. Nếu truyền thông và cổ đông biết được nó là người có tâm thần không bình thường thì sụp đổ hết. Dạ ba. Nhưng con chỉ sợ Huy nó không chịu nghe lời con, không chịu đi khám thì sao? Thì nếu vậy nó phải chứng minh với mọi người là bản thân của nó hoàn toàn bình thường. Chứng minh cái gì? Bây giờ nó không đi thì mình phải bắt ép cho nó đi. Chớ có ai khùng mà chịu nhận mình khùng đâu. Thôi. Bà làm ơn đi. Chuyện này không phải là chuyện đem ra bàn tán đâu. Bà coi chừng cái miệng của bà đó. Thôi con đi đi. Có gì báo lại cho bà nghe. Dạ. Thưa ba con đi. Thưa dì con đi. Rồi ông có tới công ty không? Hay là ở nhà nghỉ ngơi? Người gì mà lạ đời, trả lời câu làm như chết hay gì? Lấy thuốc cho tôi uống đi. Tôi biết rồi. Anh Minh, anh nghĩ sao vậy? Chuyện ba kêu anh đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm thần, vậy mà anh cũng nghe theo nữa. Chẳng qua là ba lo cho em, nói anh là tìm một bác sĩ tâm thần giỏi nhất để kiểm tra coi em có bị gì không. Nhưng mà vấn đề ở đây, tôi không có bị thần kinh, tôi không có bị gì hết. Đi khám bác sĩ làm cái gì? Bộ anh nghĩ tôi bị khùng thiệt hả? Rồi mấy cái chuyện tôi với Linh Lan tôi kể cho anh, anh nghĩ tôi giỡn với anh hả? Mấy chuyện đó giỡn được hả? Không, anh tin em. Nhưng mà mọi người trong nhà có tin em đâu. Ba nè, bà nội nè, dì Hạnh nè, cả Khải Nguyên nữa. Cho nên là mọi người đang lo cho em. Em nên đi khám đi và cầm giấy chứng nhận về để chứng minh là em không bị tâm thần để cho mọi người biết. Anh đang nghĩ cái gì vậy anh Minh? Anh nghĩ coi. Bây giờ á, tôi đi khám bác sĩ tâm thần, lấy giấy chứng nhận ra, dù tôi có bị tâm thần hay không, thì đó là một trong những điểm yếu mà bất cứ ai muốn leo lên chiếc ghế của tôi đều có thể nắm bắt được. Anh làm giám đốc chiến lược cái kiểu gì vậy? Cái chuyện như vậy mà anh cũng kêu tôi đi làm hả? Tôi nói rồi, tôi không đi đâu hết á. Tôi sẽ nói chuyện này lại với ba. Anh Minh, anh phải tin tôi chứ. Tôi không có khùng điên gì đâu. Ok, thôi được rồi. Anh sẽ nói với ba, cho em thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà em phải tìm cách chứng minh để cho mọi người đều biết là em không bị tâm thần. Anh đi làm việc đây. Mọi người nghĩ mình khùng rồi, phải nhanh làm cách nào để cứu cổ đây. Làm cổ tỉnh lại thì mình không phải như đang nói chuyện với không khí nữa. Nhưng tại sao cổ không thể nhập hồn được chứ? Chẳng lẽ hồn cổ cứ lang thang như vậy hoài sao? Có lúc mình lại phải tìm những thông tin như vậy.
nếu linh hồn rời khỏi xác quá 72 tiếng đồng hồ, sẽ bị tiêu hao rất nhiều linh khí và có thể sẽ không bao giờ nhập vào thân xác của mình được nữa. Từ lúc đó đến giờ đã 65 tiếng, chỉ còn... Không được, mình phải thêm người phụ mình. Đúng, phải tìm người phụ mình. Mà khoan, đâu ai thấy được Linh Lan mà tìm phụ. Nhưng nếu cô ấy thực sự biến mất mà mình cứ im lặng giấu gia đình cổ, thì sau này làm sao mà dám nhìn mặt họ. Nó làm vậy là sao hả bà? Trời đất ơi, cái chuyện động trời vậy mà cũng có thể xảy ra được nữa hả? Bởi vậy rồi bây giờ chuyện vỡ lỡ rồi bây giờ giải quyết làm sao đây? Bởi vậy tôi nói cậu đó, cái lúc mà cậu nhập vô con gái của tôi đó mà sống chung một gia đình như vậy nè, cậu không nói ra sự thật đi, để mình tìm cái biện pháp nào đó để mình giải quyết. Bây giờ tính sao đây? Dạ thì lúc đó tụi con cũng muốn nói, nhưng mà sợ nói ra mọi người không có tin. Trời, tin chứ sao không tin? Không có tin đâu, mọi người còn nghĩ tụi con bị tâm thần đó. Không, ai mà nghĩ vậy, đúng không ông? Tôi nói thiệt nha, lúc đó tôi cũng thấy lạ lạ đó, không hiểu tại sao luôn đó. Mà con tôi bị như vậy là do cậu đó nha. Mai mốt mà nó bị cái gì là tôi không có tha cho cậu đâu nha. Dạ, con xin lỗi hai bác. Con hứa con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này. Kì bà, cái này đâu phải lỗi của cậu Huy đâu. Lỡ lúc đó mà mình không tin á, mình đưa con gái mình vô nhà thương điên rồi sao? Đúng không? Nè cậu Huy ơi, bây giờ chỉ có cách là mình vô bệnh viện thôi, rồi mình mới có cách giải quyết được ha. Rồi cái thôi cậu đi trước đi, rồi tụi tôi đi theo sau ha. Dạ vậy con xin phép. Cậu đi trước đi. Dạ thưa hai bác con đi. Tội nghiệp ghê luôn đó trời. Bị tai nạn xong rồi bây giờ khùng khùng điên điên, nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không à. Bà mới là khùng á. Gì vậy? Tự nhiên bà tin nó làm chi? Ủa, ý ông nói là tôi tin nó là tôi khùng đó hả? Ủa, nếu vậy là ông cũng khùng vậy, ông cũng tin nó vậy? Hồi nãy tôi giả bộ tin thôi, cho nó vui. Tôi cũng giả bộ vậy. Ủa vậy hả? Ê, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho hai đứa nó quá. Sao? Nó bị vậy mà tại sao nó có thể điều hành cả một tập đoàn được? Ủa, nếu vậy là nó giỏi chứ. Ủa vậy hả? Hay là tại nó khùng cho nên nó điều khiển được? Thôi nói tầm bậy tầm bạ thôi, bây giờ sắp xếp bây vô giờ vô thăm tụi nó đi. Nó nè. Hy vọng là nó tỉnh lại ha. Cũng mong là vậy đi. Đi. Lấy đồ nhanh lẹ. Chị hai sao rồi em? Dạ, chị hai em vẫn vậy. Nhưng mà anh đừng có lo quá nha, em nghĩ là chị hai em sẽ tỉnh lại. Ừ, anh cũng nghĩ vậy á. Cái này cái gì vậy Vi? Anh, cái này bữa hổm em làm bể trong cái mặt dây chuyền của chị hai á. Chết rồi. Giờ có cách nào anh gắn vô giùm em không? Chứ chị hai em tỉnh lại chứ bà chửi em chết luôn á. Cái này bà quý dữ lắm. Không sao đâu, em đi kiếm keo cho anh đi, anh dán lại cho. Vậy em chạy đi mua keo ha. Không biết là hồn cô có bị biến mất như là bài viết kia không nữa. Linh Lan,
cô hãy sớm quay lại đi. Mọi người ở đây ai cũng lo lắng cho cô hết. Tôi cũng lo cho cô nữa. Tôi không muốn mất cô đâu. Cô là sinh mạng của tôi mà. Nếu như không có cô cứu tôi lúc tôi bị rắn cắn thì bây giờ tôi đã chết rồi. Cô là một cô gái lương thiện, tài giỏi. Tôi muốn cô trở thành một nửa hoàn hảo của tôi. Cô được không? Linh Lan, cô có nghe tôi nói không? Cô đang ở đâu vậy Linh Lan? Cô hãy quay về đây đi Linh Lan. Cô có nghe tôi nói không vậy Linh Lan? Linh Lan, cô tỉnh lại rồi hả? Cô có phải Linh Lan không? Cô là Linh Lan đúng không? Linh Lan tỉnh rồi. Vi ơi, Vi, chị hai tỉnh rồi. Chị hai tỉnh lại rồi hả chị hai? Chị hai, trời ơi, mừng quá à. Chị hai sao vậy? Sao chị hai? Đau. Chị hai đau ở đâu? Cô đang đau ở đâu? Chị hai đau ở đâu? Chị tay hai. Tay của chị. Tay của chị em đâu? Em xin lỗi. Chị hai. Ôi, mừng quá à. Bác sĩ. Đúng rồi. Gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, chị hai tôi tỉnh lại rồi. Cô không sao đâu. Cô đừng có lo lắng nha. Bác sĩ tới liền. Bác sĩ, con tôi có sao không vậy? Bộ có gì không ổn hả bác sĩ? Rất ổn á. Tôi không ngờ hồi phục nhanh như vậy. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm à. Với tình hình sức khỏe như vậy á, thì một hai hôm có thể xuất viện luôn. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Mừng quá. Vậy là con ổn rồi đó. Con ráng lên nghe không? Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Chúc mừng chị hai nha. Ráng lên nghe con. Chuyện gia đình của tôi á đã làm phiền đến cậu.
mất thời gian nhiều quá, tôi cũng rất là ngại. Dạ, không sao đâu bác. Bây giờ mọi chuyện cũng tốt hơn rồi mà. Ừ, cũng đúng, nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu. Thôi bác đừng có khách sáo. Biết đâu con với lại gia đình bác có duyên thì sao? Trước đây bác vì giúp con lấy lại điện thoại từ tay bọn cướp mà bị trọng thương nặng. Rồi sau đó con lại được ở trong nhà của bác, làm con của bác. Ý con nói lúc mà con quán đổi thân xác với lại Linh Lan á. Rồi bây giờ hai bên lại gặp nhau vì chuyện của Linh Lan. Ừ, đúng là có duyên thật. Nhưng mà dù sao đi nữa, chuyện quán đổi thân xác giữa cậu và con gái của tôi á, cậu nên giữ kín nghe. Không phải ai họ cũng tiếp nhận chuyện này đâu. Dạ, cậu hiểu rồi. Mà nè, tôi nói thật lòng nghe. Cậu phải ráng giữ gìn sức khỏe cho kỹ. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã chết đi sống lại mấy lần rồi. Phải theo dõi sức khỏe. Những di chứng để lại rất là nguy hiểm nếu mà không điều trị đến nơi đến chốn đó. Dạ, con hiểu rồi. Ừ. Hình như ba của Linh Lan cho rằng mình bị điên hay sao á. Cũng đúng. Mình còn không tin nữa mà. Dạ mình đi. Ngon thôi, mẹ để con tự ăn được rồi. Thôi, để đó. Để mẹ cho con ăn, nghe. Ráng ăn nè, ăn cho nó khỏe nghe không. Mà con đó nghe, đúng là tốt số thiệt đó. Dù sao, nói đi nói lại là cũng nhờ Gia Huy hết đó. Coi cậu Gia Huy như vậy nhưng mà tốt tính ghê đó nha. Nè, nhờ có nó mà con giống như là từ cõi chết trở về vậy đó hả? Đúng không? Là do con gặp may thôi, chứ cũng đâu có liên quan gì tới anh ta. Còn nói vậy nữa, nhớ cảm ơn người ta nghe chưa? Dạ. Ăn miếng nữa nha. Bình thường thì kiếm chuyện với mình suốt, không ngờ lúc mình nằm đó không tỉnh lại được, anh ta lại khóc vì mình. Những gì mà anh ta nói với mình có thật không? Muốn mình là một nửa hoàn hảo của anh ấy. Thật hả? Uống miếng nước nha. Dạ. Nè, sao vậy? Ừ? Con xin lỗi mẹ. Con cảm ơn mẹ đã lo cho con. Nhưng mà mẹ lo cho con nhiều quá. Nhìn mẹ ốm luôn rồi kìa. Thôi, nói gì kỳ cục vậy? Cha mẹ nào mà không thương con hả? Con khỏe là mẹ vui rồi nha. Thôi uống nước đi nè. Ăn nữa không? Uống nước đi con. Dạ. Ở đây không khí mát mẻ quá ha. Ha. Ừ. Hay là cô ở đây lâu dài luôn đi, cho khỏe. Nói gì vậy? Vô duyên. Cảm ơn anh. Ủa, ai mới nói gì ta? Là tôi đó. Tôi cảm ơn anh thật lòng đó nha. Cô nói hả? Cô nói gì nghe không rõ. Cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, được chưa? Cảm ơn. Ê, ê, ê. Cô khùng hả? Ở trong bệnh viện mà la lớn ông sao vậy? Tôi cảm ơn anh thật lòng đó. Tại vì anh đã làm rất nhiều thứ cho tôi trong suốt khoảng thời gian mà tôi bị hôn mê. Cảm ơn nha. Nói nghe nè.
Tôi nói cái này cô đừng có bị thất vọng nha. Thật ra tôi giúp cô á là vì mục đích riêng thôi, vì lợi ích cá nhân của tôi thôi, chứ không phải vì cô đâu, đừng có mơ. Hả? Lợi ích riêng? Ừ. Thì tôi chỉ muốn lấy lại thân xác thôi, với lại cũng không muốn công ty mất đi một người tài. Mất đi một nhân tài? Hả? Vậy là anh công nhận tài năng của tôi rồi hả? Ê, mà nè, những cái lời mà anh nói với tôi lúc tôi hôn mê á, anh nói cái gì là tôi nghe hết đó nha. Tôi có nói gì đâu. Ơ, nhìn coi, ở đây người ta trồng bông đẹp quá ha, nhiều màu ghê á. Thôi đi, đừng đánh trống lảng nữa. Anh Minh. À, ủa, Huy cũng ở đây nữa hả? Dạ. À, anh có chút yến, em muốn đi cho mau khỏe rồi còn đi làm nữa. Em cảm ơn nha. Ừ. Nhưng mà anh qua đây thăm em được rồi, quà cáp gì nữa? Thôi, cô nhận đi tấm lòng của ảnh mà, không lấy ảnh buồn đó. Nha. Hai người tự nhiên đi, tôi ra ngoài có công việc chút, sẵn lấy nước cho cô luôn. À, cảm ơn nha. Anh ngồi đi. À, mấy nay em nằm bệnh viện, anh lo cho em nhiều lắm. Em cảm ơn anh nha. Hôm giờ em hôn mê làm cho mọi người lo nhiều rồi. Em đừng có khách sáo với anh có được không? Anh thấy giữa em và Gia Huy ngày càng gần gũi được với nhau, anh cũng muốn được như vậy đó. Mình có thể rút ngắn khoảng cách được một chút không, Linh Lan? À, chắc là em với Gia Huy á đã trải qua rất là nhiều chuyện cùng nhau rồi, nên là tụi em có phần hơi gần gũi hơn một chút, với lại cũng dễ chia sẻ hơn một chút thôi, chứ tụi em đâu có gì đâu. Xin lỗi, anh có điện thoại. Dạ. Nói đi. Tôi biết rồi. Ok. Linh Lan à, anh có việc anh phải đi trước. Khi khác anh lại thăm em. Hôm ấy anh đưa em lên phòng, rồi anh đi công việc cũng được. Thôi được rồi, nếu anh có việc thì anh về trước đi. Em muốn ngồi đây hóng gió một chút. Vậy à? Ok, thôi dành đi trước nha. Dạ. Bye bye. Hai, lúc tôi qua đó tôi tự ăn được rồi. Nhìn vậy thôi chứ hai chưa khỏe hẳn đâu. Hai phải ăn nhiều vô, rồi uống thuốc nhiều nữa, hai mới mau khỏe được. Mà nói thật nha, hai ngán cháo lắm rồi đó. Có cái gì không, đi xuống căng tin mua cái gì khác khác lạ lạ cho hai ăn đi. Không có được, hai ăn cháo đi, khi nào hai khỏe hẳn á, thì em dẫn hai đi ăn đủ thứ luôn. Kem nè, cái viên chiên nè, bánh tráng trộn nè. Hai ráng ăn cháo rồi uống thuốc vô nha, hai mới mau khỏi bệnh được, chứ giờ hai còn yếu dữ lắm. Nghe nè chồng yêu. Vợ yêu hả? Ừ. Chị Lan Lan chị khỏe chưa vợ? Khỏe rồi nha. Vậy hả? Ủa chị Lan Lan, chị của em chị khỏe rồi hả? Em là Thái Duy nè. Trời, chị Lan Lan biết không hả? Những ngày tháng mà hả, chị Lan Lan bệnh đó hả, bao nhiêu công việc và áp lực đối với em, vậy mà em vẫn cố gắng hết sức để làm sao làm tốt nhất những công việc, để khi chị về chị bất ngờ. Và ngày hôm nay á, em chuẩn bị một bó hoa thật là đẹp đem tặng cho công chúa. Cảm ơn nha. Công chúa? Thì công chúa. Công chúa ở đây, còn bên kia là ác quỷ. Rồi dễ thương chưa? Thái gì? Rồi dễ thương dữ chưa? Rồi tặng chưa? Dạ chưa. Dễ thương dữ chưa? Mì, 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 mì. Em trao thuốc chuột cho chị nha. Trở lại tâm trí tôi đây. Khùng quá.
Em nói nghe nè, mấy bọn em vô trong này á là Vi á lấy thuốc của chị uống đúng không? Chị đâu có uống thuốc gì nữa đâu. Kìa, lấy thuốc của chị uống kìa, dành hết thuốc của chị uống rồi, cho nên bệnh quá chị bệnh luôn à. Làm gì dễ thương lắm vậy á? Thấy em bệnh á. Em bệnh chỗ nào? Ừ ha, mà cũng bệnh thiệt. Tự nhiên trời nắng nôi vậy á, hớp cái áo cổ lọ lên chi, đúng không chị? Không ấy thì thôi, hai chị em mình đổi đồ đi. Em thấy bộ đồ này style nè, rất là đẹp luôn á. Đi đi đi, đổi đồ. Ủa chị, ê nhắc em mới nhớ nha, tính ra chị cũng hên nha. Chị bệnh như vậy mà chị vô chị nằm mà chị khỏe đó. Chứ mấy người mà người ta nằm giường này nè, mấy lần trước em vô em thăm là người ta đi hết rồi. Ừ, vậy là tặng quà dữ chưa? Chú duyên rồi đó. Em kém duyên nữa hả chị? Không phải tại cái lúc nãy em đi vô mà đi vô bệnh viện nè, đi qua người ta cứ xì xầm người ta nói là hả thăm phòng nào, xong cái em nói nằm phòng số này, cái người ta nhìn em vậy nè, cái bắt đầu em hỏi nữa, cái ta chỉ cái cô là cầm cô nói vậy nè, cô giả vô cái cô nói vậy nè, em đau chị, em đau tự giả tự đau chị, đau quá chị, chờ em xíu, cái kêu, cái em nói cái phòng đó đó vào những ngày hôm trước khi trăng tròn vừa lên, sói vừa tru, thì lập tức dưới ánh trăng đó có một người trong phòng này được đẩy băng ca đi về nơi xa lắm. Chị có biết đi xa là đi đâu không? Là đi luôn á, không trở về á, là đi chết đó. Xong nó hỏi nằm giường nào, em nói nằm đúng cái số giường của chị luôn. Xong mọi người cái lần nữa, hết hồn một lần nữa, họ nói vậy chia buồn cùng em. Mà vô đúng cái giường này luôn nè. Cho nên bây giờ mà em vô đây em thấy chị khỏe là em mừng á, chứ người ta chết hết rồi.